ăn hơi bị ghiền, rất là ngon, chua chua ngọt ngọt. Nhưng mà bạn này dốt hẳn như vậy là Ly cảm giác ăn không có còn vị chua luôn, nó ngọt ngất ngay luôn. Chúng ta muốn ăn mà cháy nó hơi chua chua á, thì chúng ta nên ăn cái kiểu mà dốt bột á, nó vừa chín tới. Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại Trung tâm Cây Giống, địa chỉ được đặt ở ấp 3, xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Lời đầu tiên Ly muốn thay mặt Trung tâm Cây Giống gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến quý bà con trong suốt thời gian qua bà con ủng hộ và tin cậy bên Trung tâm Cây Giống. Còn ngày hôm nay Ly muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây me nha bà con. Về cây me thái ngọt, dạng trái thẳng nha. Trước mô hình đây là cây me thái nha bà con. Cây me thái thì bên Trung tâm Cây Giống thể loại nhân giống là cây ghép chui. Cây ghép chui là cây ở dưới thì cái cây thực sinh nha bà con, sẽ chui vào cái cây me thái ngọt. Cái cây me thái ngọt thì bạn này khi đi cơi đi đọt thì nó sẽ màu đỏ như vậy này nha bà con. Nó sẽ khác hơn những loại me khác. Cái me thái thường thì nó đi đọt thì nó sẽ màu vàng vàng, nó hơi ngà tí xíu thôi. Còn riêng về cái cây me thái ngọt thì cái đọt nè, khi mà bạn này đi cơi mới thì nó sẽ đỏ, nó đỏ đậm như vậy nha bà con. Chúng ta rất là dễ phân biệt được nha. Me thái thì trồng cũng rất là nhanh cho trái nha bà con. Chúng ta trồng chỉ trong vòng là từ 2 năm, tức là 24 tháng là ra trái thôi. Trái thì ăn rất là ngon nha. Trước màn hình đây là cái dĩa me nè, thì Ly cũng mới đi chợ mua về nha bà con, để cùng chia sẻ cho quý bà con chúng ta. Giá hiện tại thì Ly mua cái trái này nè, trái me thái này nè, là 120.000 trên 1 kg nha bà con. Đây, 120.000 trên 1 kg. Thật sự kinh tế rất là cao nha bà con. Cái dòng me thái này thì cũng khá là lâu, nhưng mà cũng rất là nhiều cô chú anh chị không quan tâm tới về cái giống me này nha bà con. Trồng kinh tế cũng rất là cao. Trong thời gian sinh trưởng thì bạn này cũng không có gặp vấn đề sâu bệnh gì nha bà con, cũng rất là dễ trồng. Trồng phù hợp nhiều vùng miền nha, miền Trung, miền Bắc, miền Nam, miền Tây thì chúng ta cũng có thể trồng được cái cây me thái này nha bà con. Thì sẽ quay lại cho quý bà con chúng ta cùng xem nha. Me thì bên Trung tâm Cây Giống cũng ghép vào nhiều lô nha bà con, không có lô nào giống như cái lô nào hết, nhưng mà hoàn toàn được nuôi lại nha bà con. Ly sẽ quay cái cây này nè. Cái cây nuôi lại thì sao thì Ly sẽ chia sẻ cho quý bà con luôn ha. Cái cây nó cắt xuống thì Ly sẽ sang ra cái bịch và sẽ nuôi lại. Cái cây mà bên Ly mới vừa cắt xuống thì bạn này nó sẽ bị rụng lá nha bà con. Rụng lá thì bạn này sẽ thay những cái đọt mới nè, những cái lá mới nè. Quý bà con chúng ta thấy cái búp búp không? Đây nè, cái búp búp nè. Những cái búp này nó nở ra thì sau này là những cái đọt như vậy nè nha bà con, là nó sẽ ra những cái đọt giống như vậy nè, nó sẽ xanh tươi lại ha. Khi mà quý bà con chúng ta mà thấy cái cây nó không còn lá như vậy, quý bà con chúng ta thấy xấu thật sự là cái cây như vậy thì nó phát triển nó sẽ mạnh hơn nha bà con. Cái cây nó chuẩn bị đi đọt nè, nó đi màu đỏ như vậy nè, quý bà con thấy không? Nó đi đọt mới nè, nó đi lá non nè, nó đỏ như vậy nè, là mới chuẩn là cây me thái nha bà con. Còn chiều cao của cây thì từ cái mắt ghép lên thì nó cao tầm khoảng là từ 5 tấc tới 6 tấc, có cây thì nó cao 7 tấc, 8 tấc luôn nha bà con. Tại vì bên Trung tâm Cây Giống là cũng cắt đôn lại á. Bây giờ Ly sẽ đi mời mấy anh chị đang đóng hàng của bên Trung tâm Cây Giống đây ha. Đây. Đây. Bây giờ Ly sẽ mời chị Yến ăn và cảm nhận trước nha bà con. Me thái ngọt ăn nó như thế nào ha. Cái này hồi nãy Ly bóp nó bị dập. Bà này bà ăn lâu quá ta. Ngọt quá à. Ngon mà nhiều nữa. Ngon. Ngon và thịt nhiều nha bà con. Me thái cái dòng trái thẳng thì thịt nó sẽ nhiều hơn cái dòng trái cong nha bà con. Ly xin nhắc lại, cái dòng trái cong thì cái hạt nó sẽ to, cái trái nó sẽ dài hơn trái thẳng thiệt, nhưng mà cái cơm nó rất là ít. Đây, me thái thì nó có 2 dòng. Đây. Đó. Ăn rất là ngọt nha bà con. Me thì chúng ta cũng có thể là kinh doanh được trên cái dòng me dốt bột nè. Chúng ta có thể là kinh doanh được trên cái me dốt giống như vậy. Và chúng ta cũng có thể là kinh doanh được trên cái dòng để sấy á bà con, để sấy khô á. Trái nè. Đây. Ly sẽ đây, bây giờ Ly sẽ mời anh Nam nha bà con. Mấy anh thì cũng đang đóng hàng gửi bưu điện nè. Thì bây giờ Ly sẽ mời mấy anh dừng tay lại để cùng dừng tay lại để thưởng thức rồi. Nè cái trái này em mới bóp á. Chảy nước miếng. Chảy nước miếng rồi con ơi. Dừng lại 2 giây nghe Nam chia sẻ. Ngon quá. Đây này nha bà con. Đây, cái trái me nè. Cơm nó rất là dày. Đó. Ngọt quá. Giá hiện tại Ly đang mua á bà con là 120.000 trên 1 kg nha. Thật sự kinh tế rất là cao nha bà con. Chúng ta trồng chỉ trong vòng là từ 24 tháng thôi là ra trái rồi. Chúng ta cũng có thể trồng chậu được nha. Trồng chậu, trồng kiển được nha bà con. Trồng kinh tế đều được nha. Khoảng cách trồng me thì chúng ta nên trồng 6 mét một cây nha bà con. Đó. Đây là những cái trái me nè. Còn cái cây này thì bên Ly nuôi lại nó sẽ bị rụng lá nè. Nhưng mà trong thời gian rụng lá thì bạn này đang sinh trưởng rất là mạnh nha bà con. Đang bung chồi đẻ nánh nè. Đang đi những cái cơi mới. Khi mà me Thái đi cơi đi đọt á, chuẩn cái cây me Thái thì bạn này sẽ đi đọt màu đỏ nha bà con. Đi cái cơi những đi cái búp màu đỏ đỏ như vậy nè. Còn bên trung tâm cây giống là quý bà con chúng ta mà thường hay hỏi giá cái cây me Thái, bên Ly đang bán với cái giá bao nhiêu thì Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta luôn nha. Cây me Thái bên trung tâm cây giống đang bán với cái giá là 50.000 trên một cây như vậy, là chưa có bao gồm phí ship nha bà con. Ly có ship bưu điện như vậy nè. Quý bà con chúng ta mua 3 cây, 4 cây, 5 cây thì Ly sẽ ship đường bưu điện giao tận nhà cho quý bà con chúng ta luôn nha. Đây. Đóng trong những cái kiện như vậy. Dừa thì Ly sẽ đóng như vậy nha bà con. Còn cây giống thì Ly sẽ đóng như vậy. Và những cái quy trình đóng thì Ly cũng đóng rất là kỹ nha. Trước khi đi thì Ly sẽ dán bầu lại hết nha bà con. Dán cái bầu lại hết đặng cho nó đừng có lông bầu á. Khi mà quý bà con chúng ta về nhận thì chịu khó gỡ cái băng keo trên cái bầu ra thôi. Còn đây là lưu lụ đỏ nè. Ly chuẩn bị đóng đi về Cà Mau nha bà con. Đây, sầu riêng nè, bòn bon nè, vân vân nha. Ly cũng cố gắng tranh thủ để đóng hàng để trả cho quý bà con chúng ta một cách sớm nhất luôn. Còn đây là lô vú sữa Mika. Vú sữa Mika thì bên trung tâm cây giống luôn lúc nào cũng có trái để mời quý bà con chúng ta cùng dùng thử nha. Đây, đây là cái trái của vú sữa Mika đây. Đây, Ly mới vừa đi vườn hái về nè nha bà con. Trái nó chín nè, tím liệm luôn ha. Rất là xinh, đặc biệt là bạn này nó không có mũ. Thời gian sinh trưởng cũng rất là nhanh nha bà con, chỉ có 15 đến 18 tháng cũng ra trái thôi. Me đây. Đó, Ly quay lại ha. Đây là chị Hiền nha bà con. Từ giờ chị Hiền chưa có chia sẻ. Giờ Ly sẽ mời chị Hiền chia sẻ cho quý bà con chúng ta xem nha. Me này ăn ngon mà nó ngọt. Mà nó ngọt thanh. Me ăn ngon mà ngọt nha bà con. Ngọt thanh. Khi mà dốt bột thì nó có vị chua chua nhẹ trong đó nha. Còn khi mà dốt hẳn như vậy thì nó ngọt hơn rất là nhiều. Thì có nhiều anh chị cũng thích ăn cái dốt bột. Thì cũng có nhiều anh chị thì thích ăn cái dốt hẳn giống như vậy. Bây giờ thì Ly sẽ nhờ anh Nam quay cho Ly. Để Ly cùng test trực tiếp cho quý bà con chúng ta xem một lần nữa nha. Đây nha bà con. Trái me Thái. Dạng trái thẳng nha bà con. Không phải là trái cong. Này. Đó. Không phải vậy là chưa đóng đó. Cơm rất là dày. Đó là chưa có đóng. Cơm rất là dày nha bà con. Đó. Ăn rất là ngọt đó bà con. Đây là cái hạt me nè. Cái hạt nó cũng dạng dừa thôi, không có to nha. Khi mà cái dạng mà trái cong á thì cái hạt nó mới to nha bà con. Còn trái thẳng thì cái hạt nó dạng dừa. Ăn rất là ngon. Ăn hơi bị ghiền á nha bà con. Ăn hơi bị ghiền, rất là ngon. Chua chua ngọt ngọt. Nhưng mà bạn này dốt hẳn như vậy là Ly cảm giác cái ăn không có còn vị chua luôn. Nó ngọt ngất ngay luôn. Chúng ta muốn ăn mà trái nó hơi chua chua á, thì chúng ta nên ăn cái kiểu mà dốt bột á, nó vừa chín tới rồi con. Nhưng mà cái vừa chín tới thì cái tháng này thì nó không còn. Tháng 10 á, cỡ tháng 10, tháng 11 thì còn dốt bột, với tháng này là hết rồi. Me thì chúng ta cũng có thể sấy khô được nha. Rất là dễ bảo quản luôn. Kinh tế cực kỳ cao. Giá hiện tại là 120.000 trên 1 kg giống như vậy nè. Đó. Rất là ngon nha bà con. Rồi cái video này thì Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây me Thái ngọt nha. Nếu như cô chú anh chị nào mà cần liên hệ mua giống thì cứ gọi vào hai số hotline hiện trên màn hình. Bên trung tâm cây giống sẽ có những bạn chuyên viên tư vấn cho quý bà con chúng ta nha. Khoảng cách trồng nè, cách lên mô làm clip hay là thổ dưỡng của quý bà con có hợp để trồng cái cây me này hay không. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào 18h30 hàng ngày nha bà con. Đi tiếp tục chia sẻ cho quý bà con chúng ta nhiều hơn, kỹ hơn về cái giống me Thái ngọt này. Xin chào và hẹn gặp lại.